khai thác tận cùng sức mạnh Black Swan One phiên bản 2.0, bắt đầu khởi động review với Zero Thang Động, tốt nhất phiên bản hiện tại chính là bộ 4 tù nhân ngục tối. Tiếp đến là bộ Mech 2 Tiên Phong trong nước chết với di vật tăng 12% tấn công bất kỳ. Bộ Mech 2 Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm với Tiên Phong trong nước chết. Bộ Mech 2 Tù Nhân Ngục Tối với Tiện Sắc Bông Lúa. Bộ 4 Tiện Sắc Bông Lúa. Đến với Phúc Kim Vệ Diện, ưu tiên hàng đầu là bộ 2 Công Ty Kinh Doanh Ngân Hàng. Tiếp đến là bộ 2 Glamour Chuyến Tuyến Không Trung. Cuối cùng là bộ 2 Trạm Huấn Không Gian. Dòng di vật tham khảo từ bảng thế giới em nhé. Lon ánh sáng, tất cả lon dưới đây mình đều sắp xếp theo tên giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vết tích, ưu tiên nâng cấp thiên phú, chiến kỹ, tuyệt kỹ, cuối cùng là tấn công thường. Đánh giá sức mạnh tinh hồn. Chỉ số tốt nghiệp đề xuất, chính xác ứng 120% là tối thiểu. Với các nón có dòng chính xác ứng, các nón còn lại lên hướng tới mốc tối thiểu là 80%. Đội hình, khởi đầu, Hypercree, sát thương duy trì.